chào cả nhà, chào mừng đến với kênh YouTube của Zato Việt Nam. Hôm nay thì Hà xin trở lại để giới thiệu với tất cả mọi người về cái tủ đồ nghề IT 55280. Do là thời gian qua có rất là nhiều anh em đã gọi điện đến cho Zato Việt Nam hỏi về những cái hỏi để chia sẻ xem coi là ở Zato Việt Nam có sản phẩm gì mà chỉ chuyên sử dụng cho các gara sửa chữa xe máy hay là chuyên dùng cho các anh em thích độ xe hay là các anh em mà chuyên đam mê về xe phân khối lớn. Thì hôm nay Hà xin giới thiệu đến tủ đồ nghề IT 55280 ngay bên cạnh Hà đây với 162 chi tiết và rất phù hợp với lại những anh em mà đam mê về xe máy, đam mê về xe phân khối lớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết xem là các từng tool ở trong tủ đồ nghề IT 55280 nó là như thế nào nhé. Và trước mặt chúng ta đây là chiếc tủ IT 55280 và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chi tiết ở bên trong của tủ IT 55280 nhé. Và khay đầu tiên thì sẽ gồm có bộ tiếp tay vặn 1/4 inch và 3/8 inch. Đây là tay vặn 1/4 inch ạ. Và bên lại cạnh này là tiếp tay vặn 3/8 inch với một bộ khẩu hệ sao rất là đặc biệt đối với những cái anh thợ mà sửa chữa xe phân khối lớn ấy ạ. Thì bộ khẩu hệ sao này rất là cần thiết bởi vì có rất là nhiều những cái loại ốp mà phải sử dụng đến hệ inch, mà đó là những cái hệ inch là một cái hệ là không được thông dụng cho lắm ở Việt Nam mình đúng không. Và đây là bộ khẩu hệ hệ mét lục giác. Tiếp theo đó là có một cái có ba cái khẩu tháo buji với một cái khẩu 12 cạnh và hai cái khẩu lục giác là khẩu 16 và khẩu 21 để dùng tháo buji. Và tiếp theo đây là một cái đầu chuyển lắt léo ạ, của 1/4 inch và một đầu chuyển lắt léo 3/8 inch với khá là nhiều những cái tay nối. Đây là tay nối ngắn và tay nối dài của 3/8 inch. Tiếp theo là một cái tay nối ngắn của 1/4 inch với một tay công đứng mình có thể dùng để vặn những cái ốc thẳng này ạ. Đây, để em thử cho mọi người. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn tổng quan về cái khay đầu tiên nhá. Chuyển qua xem coi là ở khay thứ hai sẽ có những gì. Vẫn là một bộ tay vặn 1/2 inch. Đây ạ, em phải gần mọi người nhìn cho nó dễ hơn nhá. Ở đây là một tay vặn 1/2 inch, cũng giống như tay vặn 3/8 inch hay là 1/4 inch thì tay vặn của Zato đều có một cái chốt khóa an toàn ở đây. Khi mà mình để cái chốt này để mình có thể sử dụng là lắp hay là tháo cái khẩu rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần ấn vào thì có thể là lắp được rồi. Và khi mình muốn mở ra thì mình cũng chỉ ấn ở đây là ở cái chốt này thì chúng ta có thể lắp tháo ra rất là dễ dàng. Ngoài ra thì bên cạnh đó là cái chốt khóa an toàn này. Cái chốt này thì chúng ta có thể đảo chiều của cái khẩu khi mình muốn tháo khẩu hay là mình muốn lắp hay là mình muốn vặn cái ốc vào. Đây là mình đang vặn vào đúng không ạ? Và khi mình muốn tháo ra thì mình cũng chỉ cần đảo chiều chứ không cần phải là thay thế lại cái tay công khác đúng không ạ? Ngoài ra ở bộ khẩu bộ tiếp tay vặn 1/2 inch này sẽ còn có thêm tay nối ngắn và một tay trượt ngang. Với tay trượt ngang này mình vừa có thể là nối dài và mình vừa có thể là để vặn luôn trực tiếp ở đây làm tay cứng luôn ạ. Ở bộ khẩu này thì sẽ có 3 khẩu đen là khẩu 17, 19 và 21, 3 cái khẩu thông dụng nhất. Và còn lại thì là sẽ là các khẩu còn lại sẽ đến 32mm. Và có thêm một cái vam ba chấu để tháo bóc lọc dầu ạ. Ngoài ra thì còn có một cái đầu chuyển xuống 3/8 inch nha cả nhà. Và cuối cùng là một cái khẩu đắt léo 1/2 inch. Chúng ta sẽ đến với khay cuối cùng của ngăn đầu tiên. Khay cuối cùng sẽ gồm có một bộ khẩu dài. Bộ khẩu dài này dùng cho xe máy rất là thông dụng. Và cuối cùng là một bộ mũi vít dài với là đầu hai cạnh, bốn cạnh và đầu hoa thị, có cả đầu lục giác nữa ạ. Đây chúng ta sẽ nhìn tổng quan về cái khay thứ ba trong ngăn đầu tiên của chiếc tủ IT 55280 nhá. Và bây giờ em sẽ chuyển qua ngăn thứ hai. Cũng như ngăn
năm đầu tiên thì năm thứ hai cũng có ba, gồm có là ba khai. Đây ạ, ở khay đầu tiên của ngăn thứ hai sẽ là một bộ cờ lê từ 8 cho đến 21. Đây ạ, chúng ta sẽ nhìn một chiếc cờ lê, cận cảnh một chiếc cờ lê nhá. Đây ạ, chiếc cờ lê 21 với có mã là 0350 đây. Và tất cả tôn của Zato đều được sử dụng là bằng thép CRV. Tại khay thứ hai của ngăn thì gồm có một bộ cờ lê tháo dầu từ 10 cho đến 15 ạ. Và một cái gậy nậy kính, một bút thử điện, một cây bút để lấy kính, lấy dấu ở trên kính đi ạ. Và cuối cùng là gì đây? Và cuối cùng ở đây là một cái gậy nhặt ốc có thể rút ra khá là dài, chắc phải đến 80 cm ạ. Với đầu là 500, đến với khay cuối cùng ở ngang thứ hai này sẽ là một bộ tô vít, có cả là hai cái tô vít đóng, một đầu cộng một đầu trừ đây ạ. Tô vít đóng ạ, một đầu cộng một đầu trừ, đây là tô vít đóng. Đây cả nhà nhìn kỹ không ạ? Ngoài ra thì tất cả tun của bên Zato, từ cờ lê hay là đồng vít hay là tô vít ở bên em, khi đã bán ra khỏi Zato rồi thì khách hàng mua và sử dụng sẽ được bảo hành trọn đời. Nếu bị gãy hoặc là bị tép thì là sẽ gửi lại cho bên Zato bên em sẽ chịu trách nhiệm bảo hành và đổi lại cho các anh nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với lại khay cuối cùng. Ở ngăn cuối cùng sẽ có bao gồm là chủ yếu là kính. Khay đầu tiên sẽ là một bộ kìm phe, một bộ kìm phe có phe trong, phe ngoài và đầu là mũi cong và mũi thẳng, với hai cái kìm là mũi kia, hai kìm mũi thẳng và hai kìm cong. Và tiếp theo sẽ đến một bộ kìm khác, toàn là những cái tool rất là thông dụng để trong sửa chữa xe đúng không ạ? Và bộ tour tiếp theo là bộ kìm, là có kìm vuông, kìm cắt, kìm mỏ nhọn và kìm hai lỗ. Ở tại khay cuối cùng, chứ khay cuối cùng rồi đấy ạ. Khay cuối cùng thì gồm có một cái mỏ led không, à một cái kìm chết là không thể thiếu được trong khi mình sửa chữa rồi đúng không ạ? Một cái kìm chết, một bộ lục lăng, một cái đèn pin, xem nào, à chưa có pin ạ. Cái này thì mình mua về thì phải mua thêm pin vào để lắp để sử dụng đấy ạ. Và một bộ thước lá căn 17 lá. Và vừa xong thì em đã vừa giới thiệu với cả nhà về 162 chi tiết của tủ đồ nghề IT55280. Và với chia sẻ của rất là nhiều những anh thợ được đến đây và trải nghiệm IT55280 thì đều nói rằng là tất cả những cái tool trong này đều rất là cần thiết cho sửa chữa xe máy. Thậm chí là khi mà mình sửa trong gia đình cũng rất là tiện lợi nữa. Rất là mình dùng được rất là nhiều việc. Và đối với những anh em mà đam mê về xe phân khối lớn mà rất là muốn có một cái phòng riêng để mình có thể là tự sửa chữa cho xe, cho dễ yêu của mình, thì chiếc tủ IT55280 này sẽ là một lựa chọn rất là phù hợp đấy ạ. Và chiếc tủ IT55280 với 162 chi tiết chỉ có giá là 10.900.000.
Để sở hữu chiếc tủ IT5580 này thì chúng ta có thể gọi điện đến số hotline của công ty 0983230230 cho các bạn. Thì bên em sẽ gọi điện lại để tư vấn trực tiếp. Ngoài ra thì bên em có để lại link về chi tiết về sản phẩm ở bên dưới của video thì chúng ta có thể click vào link để tìm hiểu rõ thêm về sản phẩm nữa nha. Nếu bạn nhà thích video của Hà thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè để nhiều người biết đến Gato Việt Nam hơn, nhiều người biết đến Hà hơn để Hà có thể có thêm động lực để làm thêm rất là nhiều những cái video tiếp theo nữa. Và ngoài ra thì mọi người còn nếu mà có thêm ý kiến gì thì hãy xin đóng góp để bên dưới comment ở bên dưới để Hà cố gắng hoàn thiện hơn ở các những video lần sau. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.